Mình là Kira và đây là video tóm tắt 100 ngày Minecraft sinh tồn siêu khó chống lại quái vật ngoài hành tinh. Hôm nay mình và Kuro sẽ sinh tồn trong một thế giới mà bị quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm. Cái đám quái vật này đã đổ bộ vào trái đất và nó đã hút hết sức mạnh từ những con zombie, khiến cho nó rất là trâu và di chuyển rất là nhanh. Ngoài ra thì cái đám này còn biết tạt axit nữa cơ, mà axit nó tiết ra thì rất là mạnh. Cũng may là trong cái thế giới đáng sợ này thì mình vẫn còn một người đồng đội nữa, đó chính là bạn thân của mình Kuro MC. Và trong cái thời điểm sinh tồn thì có lẽ là mình đã tìm ra được cái nguồn gốc của cái đám quái vật ngoài hành tinh này. Và liệu rằng mình và Kuro có sống sót được sau 100 ngày trong thế giới này hay không, các bạn xem video thấy rõ nha. Ngày đầu tiên bọn mình vào map thì khỏi nói rồi, cái map nó là một cái địa hình rất là xấu, nói chung là nó không có một chút xíu tích cực nào luôn á. Hai thằng chỉ biết quay qua đổi lỗi cho nhau thôi chứ bất lực. Đây tôi có tôi cho ông xem này nè, hay lắm này. Đó, nhìn tôi nè. Hồi nách qua, giơ cái nách xuống, cụp cái nách xuống. Có là gì đấy? Kết thúc ngày đầu tiên sinh tồn thì bọn mình cũng kịp lấy cho mình một bộ công cụ bằng đá và sau đó đi khám phá xung quanh đây. Nhưng mà phải nói nó chẳng có cái gì hết á. Đến tận trời tối vẫn chưa khám phá ra được thêm cái gì luôn. Thì ra tôi thấy cái vùng đất này nó khô cằn lắm luôn á. Rồi ông dẫn tôi vô cái vùng đất khô cằn này làm gì? Đi tìm dân làng. Ê nước này sạch quá này, ông xuống đây ông bơi đi. Bơi đi ông. Sạch lắm. Sạch lắm, bơi. Rồi thấy mọi luôn, tạm biệt ông. Vĩnh biệt ông. Mày có cứu tao không? đây. Zombie đến rồi kìa, lẹ. Đây. Rồi. Ở đây. Nhỏ đây. Nhỏ đây, trời quả hơi thốn đấy. Đây mà, ông bị gì hết nè, tôi tắm bình thường đây mà, đây tôi bơi bình thường đây mà, ok. Nè, tôi bơi được nè, cái đồ không biết bơi, cái đồ con gà. Có một điều đặc biệt là zombie trong cái map này nó di chuyển khá là chậm. Cứ tưởng ngon cơ nhưng mà... Ôi, ôi, Cô rơi. Không ổn rồi. Con gì? Con bò. Gì ba thì nhanh chạy. Tôi nhìn nhầm hả? Ê, ủa là con bò hả? Con bò thôi mà cũng sợ, nó có gì đâu mà sợ. Đấy nó có thực sự là con bò không? Ủa mẹ tôi nhìn, ủa nó phải là con bò không? Bò. Đôi đéo nhìn nhầm không mày? Nó đây này. Không có nhìn nhầm nè. Nó đuổi tôi này ông ơi, nó to vậy. Ê, tôi hai con này ông ơi. Mày nói cái gì đây? Mày đánh mạng tao mày. Mắc gì mày đánh mạng tao mày? Ê, chết, nó chết này. Như mình đã nói thì zombie trong cái map này di chuyển khá là chậm. Nhưng mà được một cái nó sẽ spawn ra cả ban ngày luôn. Mấy con zombie ở đây kiểu như bị mấy con người ngoài hành tinh nó hút hết tốc độ di chuyển ấy. Và được buff thêm một cái là không bị cháy. Thì mắc gì ban ngày mà zombie không mất máu vậy? Ê, nó thành tinh rồi hả ba? Không, ê, bọn này nó hóa quỷ rồi này ba. Zombie này zombie gì á? Rồi cái tụi này nó hóa quỷ hết rồi chứ zombie gì nữa. Cũng như vậy cho nên là kể cả ban ngày số lượng zombie đông thì bọn mình cũng vẫn an toàn. Và để chống lại cái sự mạnh mẽ của zombie thì Kuro đã chế ra một cái loại vũ khí rất là ghê gớm. Đó chính là bao tay của Thanos, sở hữu một sức mạnh cực kỳ là ghê gớm luôn. Ghê gớm không tin nổi luôn, không chấp nhận được luôn. Đấm được có một máu, chỉ được cái ngầu thôi ha. Nói đây không, đi mình lên thuyền, đi mình lên thuyền. Cú đấm của Thanos, ui, tận một máu. Thanos biết chắc Thanos buồn lắm. Một máu. Để mà thoát được cái vùng đất khô cằn ấy thì bọn mình đã chế tạo cái thuyền để mà đi khám phá. Và trên đường đi khám phá thì bọn mình đã gặp được một cái con quái vật đầu tiên. Và tất nhiên là bọn mình chán lại nó rồi. Cái gì đây? Con gì đấy? Khổ quá, cái váy của ông nó tốt nguyên hoài nè. Ôi, nó bơi dưới nước nhặt. Nó đi nhanh lắm á. Ôi, đi xuống nước, nó đi chậm hơn, đi. Trên bờ không chạy lại nó đâu. Ê, bơi đi. À da, tôi dính axit của nó rồi. Nó phun axit ông ơi. Thôi mình xin hẹn nó kiếp sau vậy. Nhưng mà ông lấy tay ông giữ cái váy của ông lại đi ông. Cũng may là bọn mình đã kịp chạy trốn đến một vùng đất mới. Nhưng mà mình biết chắc rằng là sau này kiểu gì bọn đấy nó cũng tìm ra được bọn mình thôi. Việc của bọn mình bây giờ là phải kiếm thật là nhiều đồ ngon. Và thực sự phải nghiêm túc trong cái vấn đề kiếm đồ ấy. Để khi bọn nó kiếm ra bọn mình thì bọn mình cũng có đồ để mà chống lại. Ngồi đây, mà ngồi đây, nó hai đứa ngồi đây. Và chờ tới sáng mai, tới sáng mai thôi là chúng ta sẽ có một thành công rồi. Xong rồi con kia nó bơi qua đây nó đoán xiên chết mọi luôn nữa. Rồi có thật sự là okay, chúng mình đã sinh tồn đúng đấy. Mặc dù biết là thời gian đang gấp rút nhưng mà hai thằng vẫn ngồi nhơi với nhau. Và thế là bọn mình đã lãng phí khá là nhiều thời gian. Và cho đến lúc bọn mình bắt đầu đi đào khoáng sản thì cũng là lúc bọn kia nó tìm ra bọn mình luôn rồi. Đúng là cái đồ ham chơi. Nó trộn mấy cái đá đen nè. Thấy gì không? Thấy nó không? Cái tay đó kìa, cái đuôi đó kìa. Ừ hả? Đó. Vãi nồi. Đó. Ông lên ông cho nó ăn ông đi thì nó sẽ không ăn tôi nữa. Thôi bớt khôn đi ông. Tôi chưa muốn đi trốn đâu. Không lên ăn ông đi. Tôi khôn đấy. Tôi tưởng ông sẽ hy sinh vì tôi chứ ai biết được, ông cũng chỉ có thế thôi. Chúng ta cũng chưa có thân lắm. Đúng rồi đó. Mình cũng chưa thân lắm đúng không?
sao ai đó không đi cho nó ăn đi nhỉ, chúng ta sẽ thành thân nhỉ. Thôi định thân mà ông thế thì thôi chả thân nữa. Ông tệ thế thì thân thiết cái nỗi gì. Mà sau giây phút đấy thì bọn mình cũng phải cố gắng nghiêm túc để mà đi đào khoáng sản, tại vì bây giờ nó đã tìm đến bọn mình luôn rồi. Và cũng do là trước đó mải chơi cho nên là sau khi đi đào khoáng sản thì bọn mình còn thiếu ở gỗ cơ, phải chia chác cho nhau từng chút xíu gỗ một. Còn 9 cái chiêng con sẽ bùi này cho ông 5 cái, tôi 4 cái. Ừ, đâu? Ném cái đó. Ném cái gì vậy? Cái gì vậy? Ném cái gì vậy? Ném cho người tôi không đi. Ông ném cái dòng này. Tôi ném vào người ông mà, ơ kìa. Cái gì vậy? Cái gì đúng không? Quỷ. Đâu? Khổ quá, đang nghèo rồi còn không... Ngủ. Đang nghèo rồi còn gà. Tại tôi... chứ còn gì nữa. Và trong cái bản mốt này có rất nhiều những cái loại khoáng sản khác nhau, và đấy cũng là lý do mà mình đào được rất nhiều thứ. Nhưng mà kim cương thì vẫn hiếm, cảm giác như mấy cái quặng này nó chiếm hết diện tích của kim cương rồi, đào mãi mình vẫn không thấy kim cương đâu, toàn là mấy cái quặng tào lao mà. Ê, kim cương này đấy thôi. Nhưng mà ủa sao tao đào mắc gì mình mọc kim cương ở chỗ nhạy cảm vậy, rồi có tận một cục luôn đấy. Ban đầu mình cứ tưởng là những cái quặng đặc biệt sẽ chế tạo được những thứ đặc biệt cơ, ai ngờ đào lộn cổ mới được một đống vàng. Ngồi nghiên cứu thì mình chế tạo được đúng một thứ là nhẫn hột xoàng đó, là nhẫn vàng đến kim cương đó. Một cục kim cương duy nhất là mình đào được cũng chỉ đủ chế tạo ra một cái nhẫn thôi. Mình ném cho Kuro đi hỏi vợ nhưng mà quên mất, chợt nhận ra là Kuro ấy giống mấy bạn đang xem video cho nên là chắc chả lấy được vợ đâu. Tiếp tục chăm chỉ đi đào thì mình cũng kiếm thêm được những cái quặng kim cương khác, và mình cũng chỉ tập trung đi đào kim cương và sắt thôi, còn mấy cái quặng tào lao kia thì mình cũng chẳng quan tâm đến nữa. Trong cái thế giới này có rất là nhiều thứ mới lạ, ví dụ như trong cái lồng spawn của zombie mình có thấy được một cái vật phẩm gì đó toàn là tiếng run rết thì không à, không biết có phải tiếng Trung Quốc không nhưng mà nhìn lạ lắm. Và rồi thì cái đám quái vật nó cũng xuất hiện ở khu của bọn mình đi đào khoáng sản. Không, con gì kêu ba, con người hành tinh á. Nghe kỹ gì chưa? Ăn thịt của đôi, đừng ăn thịt tao. Ủa nó gần mình ông ơi. Ừ đấy, ông cho nó ăn thịt đi, tôi chạy đây. Ây! Ôi! Rồi. Càng lúc càng gần mình à. Trong này không có gì đâu Kuro ạ. Kuro ạ. Ờ ông ơi, nó bên này ông ơi. Bên này nè ông ơi. Ừ đúng rồi, cho nó ăn thịt ông đi. Ôi sợ có kim cương. Đấy ông ở bên ngoài cho nó ăn thịt đi. Rồi tệ dữ trời. Đấy đi ra ngắm nó tiếp đi. Ôi trời gãy mẹ cúp đây, rồi. Qua đây. Gãy cúp rồi. cho xin miếng ngỡ. ra đây còn cứu, có ra không? Ra kiểu gì ba? Ok, ra đây. Cho xin miếng gỗ đi. Ra đây. Đây. Ra đây mà cho. Thấy gì không? Ai chà. Hai con lận. Ừ. Cho xin miếng gỗ đi, tôi thịt nó cho. Ấy, thằng khốn. Nào. Mày. Ơi. Acid á. Chị mắc cái mớ gì tụt máu tụt như tụt quần này. Còn con nào nữa không? Ra đây. Ui hai ba con là ông ơi. Thôi ông ơi. Ra đây cu. Mày chui trong đấy làm gì? Hả? Hả? Ê. Ui nó đánh ra. Ui ông ơi tôi bị bao vây rồi. Năm con. Lui ông ơi. Ôi ông ơi. Ôi ơi. Hai rồi ông ơi. Ông ơi, ông báo rồi. Ông báo thủ đến rồi. Ông báo thủ đó rồi. Nó rượt. Mày ra đây. Mày vừa đây, đi đây. Cùng ngay đây chỉ là một cái hang động thôi. Địa hình trong này nó không có bằng phẳng cho lắm. Nó hạn chế được tốc độ di chuyển của mấy cái con này. Và có cảm giác như là hành tinh của cái đám này nó không có nước ấy, cho nên là khi xuống trái đất gặp nước, nó không di chuyển được ở trong đấy. Và khi nó bị hạn chế di chuyển thì bọn mình có thể dễ dàng để mà tiêu diệt. Và khi mà tiêu diệt bọn nó xong thì nó có rớt ra một cái loại gì đó màu xanh lè không à. Mình cũng không biết cái này là ngọc hay là gì nữa, nhưng mà có cảm giác nó khá là vô dụng. Bây giờ cái con này làm sao? Kia, cái này dùng sao mày? Chỉ gói. Mắc gì mày dúi đầu mày vô tường nhỉ? Ui, trong này một đống này. Có nhiều công thức để mình chế tạo lắm nha. Cái này chả chế tạo được gì hết á. Ê cu, cái này dùng sao mày? Dùng sao? Cái đó chắc là mạnh thôi. Mày không chỉ ra chém mày. Hỏi nó dùng sao? Này nó rớt thêm đống nữa này. Ây, acid nó ăn mòn hết kìa. Tôi có kiểu cương là nhen. Ui acid, ui ơi. Ông ơi, lại dính acid thì ông ơi, vãi nổi. Chết đi. Không, một lần chắc không chết đâu, dính hai lần mới chết. Mày nói này acid mạnh rồi chứ. Nhưng mà mấy cái này nó phải có cái tác dụng gì đấy chứ. Chứ sao nó lại phế thế này. Ông đưa tôi xem coi. Một lần là rớt tầm gần một spike lận. Đưa tôi. Này. Được cái đẹp thôi chứ chả được gì đâu.
Hình như chỉ được cái đẹp thôi. Cái đẹp sử dụng à? Ừ, vô dụng nữa. Ok, nó vô dụng thì thôi không? Đó, ông nãy giờ ông ngồi ông liên thiên, ông không đi đào đi, ông cũng vô dụng rồi đó. Chắc sẽ cầm kiếm rồi chém ông quá à. Được nhận nhận với cầm kiếm đá nha. Không có thằng nào đi đào khoáng sản xong cầm cái ghế xuống ngồi hết đấy. Mẹ. Ok, ông có tin là tôi đốt cái ghế của ông đi không? Tốn gỗ lắm ấy trời. Thôi mình tốn gỗ đây. Ngồi chơi xong tiêu tốn quá. Khổ sở đào kim cương một thời gian dài thì bọn mình cũng đủ đồ để mà trở lại mặt đất rồi. Giờ thì bọn mình cần khám phá xung quanh để mà kiếm được một cái loại vũ khí nào đó mạnh hơn. Để mà đấu lại cái đám sinh vật ngoài hành tinh mạnh mẽ kia thì bọn mình cần một cái loại vũ khí nào đấy, ví dụ như là súng. Và bọn mình cũng cần đi khám phá để mà ít ra thì bọn mình còn kiếm thêm một đồng đội mới. Hoặc là ít ra thì bọn mình có thể kiếm được cái hang ngủ của cái đám người ngoài hành tinh kia. Ở đây có cái nhà gì này? Ồ, tôi thấy rồi nè. Cái nhà gì đấy? Không biết. Nhà mình đấy. Nhà hôm qua tôi mới xây đấy. Xây hồi nào mới đi xuống hang lên kêu xây hồi nào không biết. Ê, nó chả có cái gì hết đó ba. Trong này được đúng một cây cỏ. What the hell? Ê! Ừ, nhà. Quan trọng là bên này này ba. Đây nè. Ô! Lấy rồi. Ui, nhưng mà trong này. Làng mà không biết. Ê, trong này còn mấy khứa cầm kiếm này là bọn nào đây? Nào có đánh mình không? Hello anh bạn. Cầm kiếm chắc là... Ồ, ôi mình có thể kêu nó đi theo mình được luôn này, hay à? Bạn tôi ông ơi, bạn tôi ông ơi, bạn tôi. Bạn ông hả? Ừ, bạn tôi. Đây, người yêu tôi này, giới thiệu với ông này, người yêu tôi đây này. Đây, người yêu tôi đây. Đâu, người yêu ông đâu? Đây, người yêu tôi đây. Ôi, người này có thể minor được này, người yêu ông kỳ vậy? Ừ, người yêu tôi mà, đi theo em. Ôi ô. Ê, trong này nó có cái đống gì luôn này, có giáp, đủ thứ này. Ê, sao gỗ ở đây nó đen thui lùi vậy? Ôi, Baker là cái ông nấu bếp à? Đi. Người yêu tôi này, vợ hai của tôi này không? Ở đây vợ ba tôi này không? Vợ ba của tôi mắt nổ là dân làng á. Vợ tôi á. Nhắc dân làng. Ở đây đây đây. Vợ bốn của tôi này. Của tôi. Đâu, đi theo tôi mà vân vân. Đi. Vân vân. Đấy, đấy. Đây là gia đình nhà tôi này. Đây là... vợ cả, đây vợ bé, đây vợ ba, đây vợ bốn. Ê, sao ông cướp con này của tôi? Thằng khốn nạn. Của tôi. Ê, sao tôi không có bấm nữa? Cái thật chứ. Nó theo tôi rồi. À, ok. Ờ, trên đây còn. Không có chắc là nó theo không? Ui, tôi có hai. Đó, chắc theo tôi mà. Đâu, em nhìn xem nó theo ai. Ok, ông này tồi tệ thế. Tệ đâu. Ê, trong này có khứa áo đỏ này. Mình dắt một đội quân đi đâu đây? Đi xây nhà. Đi khứa áo đỏ đi. Baker, đi. Và thế là bọn mình cũng kiếm được khá nhiều những người đồng đội mới. Nhưng mà cảm giác đây như cái đám ăn hại, nó chả có cái tác dụng gì đâu. Thôi thì mình cứ lấy số lượng khè chơi vậy đó. Cái đám người ngoài hành tinh là thấy đông như này thì chắc nó... Ừ, chắc nó sẽ ăn thịt hết chỗ này luôn quá. Chứ nó chả sợ đâu. Nhưng mà không sao, ít ra thì bọn mình vẫn đông người thì nó vẫn đỡ cô đơn hơn. Và bọn mình đã đến được một ngôi làng. Ở đây thì cảm giác đất đai nó vẫn xanh tốt hơn, bọn mình có thể trồng trọt ở đây được. Và bọn mình quyết định cắm trại sống ở đây luôn, xây một cái căn cứ để mà cố thủ. Chứ đi lại trên đường hoài, cái lúc bọn kia nó đổ bộ ra thì cũng không thể nào mà chạy trốn được. Và để đảm bảo an toàn cho cái đám người này thì mình còn tốt tính mình xây cho bọn này một cái chuồng. À nhầm, mình còn tốt tính mình xây cho cái đám này một cái ngôi nhà cực kỳ đẹp nữa cơ. Ok, chắc tôi không xong rồi đó. Dưới ông làm cái gì đây, mất hết ánh sáng mặt trời ba, nó có mình nhà tù đâu trời. Cái đồ độc ác này, đợi bỏ đi ra. Cái đồ độc ác. Đúng là cái nhà đồ độc ác. Nhà tù 2.0. Tù cái đầu ông. Nhốt lại đi, tí nữa vô nó giết hết bây giờ. Mắc cái mớ gì tự nhiên đập cái như cái nhà tù ấy, nó không nhìn được cái gì đâu đó ba. Tôi muốn tốt cho nó thôi. Có mà tốt á, có mà ông là cái thằng độc tài, ông nhốt người ta. Chồng bên trong đây à? Không, chồng chỗ khác đi. Đây là coi như là chỗ này nó ở đi. Sau khi đã xây xong một cái căn cứ kiên cố cho cái đám người này rồi thì để mà nó tự sinh tự diệt ở đây thôi. Giờ bọn mình cũng cần tự xây cho mình một cái căn cứ mới. Và bọn mình cảm giác cái thung lũng ở đây địa hình khá là đẹp, là một nơi rất là phù hợp để mà xây nên một cái túp lều lý tưởng ở đây. Mấy cái này như đây bằng gỗ hết ha? Hay là bằng ấy đi, bằng gỗ cho đẹp. Thì ngoài gỗ ra mình có cái gì đâu, ông làm như mình giàu á. Bằng kim cương, mình xây bằng kim cương. Ừ, mình giàu quá đó. Ừ. Đó, ông làm đi. Giàu. Ông làm đi. Ừ, làm đi. Còn giữ cái giường đây để tối còn ngủ. Còn làm việc. Còn. Ông Nhân cứ làm đi. Ok, tôi sẽ làm. Ừ, công nhận đây. Gì đó sai nhỉ? Không sai đâu, làm tiếp đi, tiếp tục làm đi. Làm đi tí thưởng cho miếng khoai tây. Ừ, cũng có đứa nói là đi mai cầm ghế ngồi á, xong mình đi đào cái thanh niên cũng ngồi ghế đó. Ngồi ghế đá luôn mới chịu á. Tôi trả 61 của kim cương đây, đưa đây. Không. Thế thì đào đi. Nãy tôi đi đào kim cương, ông ngồi nhìn thì giờ ngược lại chứ. Ok, coi như là hòa nhé. Mình chợt nhận ra là bọn mình mới chỉ có đủ công cụ các thứ thôi. Còn những nguyên liệu để mà xây nhà, để mà làm nhiều thứ khác thì bọn mình còn chưa có. Thế là mình phải lao đầu đi mà chặt cây các thứ thôi. Bắt đầu từ con số 0, nãy giờ cứ tưởng giàu lắm cơ. Nhưng mà không, mình nhận ra là bọn mình vẫn hai bàn tay trắng không à. Ê, ở đây có một thằng cầm kiếm này không? Chắc đi theo đâu. Ôi, nó cầm cung luôn này. À, không phải thằng không á. Nó là một bạn nữ, không phải là thằng. Mình có thể đổi đồ nó luôn á. Hay, thôi, bạn ơi, bạn đi theo mình đi bạn. Ê, mình có thể...
cái gì đây? Quỷ mất, tôi thấy cái gì đây? Cái gì đây? Rồi cái này là sao? Ê, nó bảo nó yêu tôi này, what the fuck? Quá xàm ấy. Tới rồi đó. Tôi bỏ đi, xàm quá. Nó bảo nó yêu tôi này không? Rồi. Mình lấy gỗ cam nha không? Chú có phải đập nhà dân nào mà lấy gỗ không được? Thì đó, nó đó, chính nó. Mấy cái thằng này, sống thế mà được. Cái nhà ở có hai đứa thôi mà cũng dắt bạn gái về nữa, chịu nổi không? Nó bảo nó yêu tôi biết gì đâu, nó cứ đi theo tôi á. Tôi bảo là không, tôi con yêu rồi, nhưng mà nó cứ đi theo tôi á. Khổ quá, đào hoa quá, nó cũng khổ thế cơ. Này gọi là yêu bất chấp. Không đồng với ông có cái gì. Và trôi qua vài ngày chăm chỉ kiếm nguyên liệu và xây dựng thì bọn mình cũng xây được một cái căn cứ nho nhỏ. Hiện tại thì vẫn chưa hoàn thành nhưng mà nó cũng là một cái nơi an toàn để bọn mình có thể trốn được ở trong rồi. Và có được cái nơi an toàn để mà trốn thì bọn mình cũng gan dạ hơn để mà đi khám phá xung quanh nữa. Và bọn mình đã phát hiện ra được một cái nơi căn cứ bí mật của cái đám người ngoài hành tinh. Gì ông à? Dám qua đây không? Qua đây, qua bên tôi đi. Tôi hết đồ ăn rồi. Ghê hả? Đấy, cái con này nè, tao bắn ông nè. Ôi! Sao nó xấu dữ vậy? Ôi nó phỉ nó bọt kìa. Mày bắn bảy bọt luôn. Mày đánh ai? Mày đánh mạng tao. Ui, ui nó đi đến đâu là tạo ra vết bẩn đến đấy. Này con này dơ lắm này, con này chắc 10 năm mày chưa tắm này. Ui nó nhiều. Kiểu nó không tắm mà người nó mọc đầy nấm kìa ông. Gớm à. Ui nhìn ghê quá, tao nổi da gà mấy con nhiều chân ông ơi. Ê nó đánh ghê đi ông ơi. Ui nhìn con này ghê quá. Nó đánh có một tim rưỡi à? Ui nhưng mà đánh đau lắm. Phát thứ hai tận hơn 2 tim này. Ờ nó chết rồi này. Ui. Có khác kìa ông. Ui tôi nghĩ trong này là hang ổ của nó hay sao ấy. Nó đấy. Ui đây có hổ lava không? Tôi múc tôi nướng nó phát. Ấy tính ra mới cái block gây bẩn này nó làm hạn chế tốc di chuyển ấy. Tôi đốt ổ này nó luôn. Ây. Đốt nhà mày luôn. Đi xuống. Nó không có cần nốc bách luôn á. Ê trong này có lồng triệu hồi. Ui trong này đông lắm ông ơi. Ui có con nhỏ luôn kìa. Ông ơi nó bắn chính một cái là 3 tim đó ông. Ở đâu ha? Ê nó lên một đống rồi kìa ông ơi. Đông rồi. Từ từ tôi hồi máu đã. Ai ạ, nửa tim ông ơi. Ông ơi, trời ơi, ai ạ. Trọng thương rồi, trời ơi. Ây ông ơi, nó đến kìa ông ơi. Nó tới rồi kìa. Đây là một cái hang ổ của cái đám quái vật chất nhờn gì á. Đây cũng là cái hang ổ đầu tiên là bọn mình kiếm được của cái tự người ngoài hành tinh đấy. Và cái hang ổ này nó đặc biệt ở một chỗ là mình không thấy cái lồng spawn nào cả. Mà chỉ cần ở trong cái vị trí này thôi là cái đám đấy nó tự hồi sinh ra một đống. Mình cũng không biết nó chui từ đâu ra nữa. Thành ra là bọn mình không thể nào mà tiêu diệt tận gốc được. Mình chỉ biết đổ lava vào đây thôi. Để cho cái đám người ngoài hành tinh này nó tự sinh ra thì nó sẽ tự diệt ở đây luôn. Nó không có chui ra khỏi hang được. Thì cũng coi như là bọn mình đã tiêu diệt tận gốc cái hang ổ này rồi. Và bọn mình sẽ cần đi kiếm thêm những cái hang ổ khác. Ủa nó không? Đào ngoài không hết đâu nó ba. Kiếp cái hang nó dài ở tận đây luôn nữa. Bên đây nó có ba cái tượng nhìn nè. Sửa bọn này xong đấy. Cái trứng hay cái tượng. Ê cái gì vàng vàng này? Hay là cái vàng vàng này chịu hồi giáp bọn nó ta? Nó đây ông ơi, chắc nó đó. Ê ông ơi, tôi rớt xuống dưới ông ơi. Ông ơi, ôi trời ơi, con ơi, oh no. No. Tôi đang đây mà. Tôi bị rớt xuống rồi ông ơi. No. Thì ghê quá, tôi không dám vô đâu. Cuốn nó đi ông. Tôi đang chém ở đây. Dạ, lava mà không đốt được nó đó kìa. Thoát đi. Đây này, tôi thấy cái cục gì màu vàng này. Mày đi. Ê, nó phá block này. Ai giống ham? Ê, nó phá block rồi này. Gớm rồi. Chạy ông ơi. Không chạy được ông ơi, tôi kẹt ở đây rồi ông ơi. Nó đánh tôi này ông ơi. Ông ơi. Ông cứu ông nha. Nó đánh tôi này ông ơi. Bơi lên ông ơi. Ê, hết rồi nè. Hết chưa? Có vẻ là sắp hết. Ê, nó lại chịu hồi thêm kìa, con này ba đầu hay gì á. Tôi dẹp đi, mình lên đi ông ơi. Con xử nó đi không nó lây lan á. Nó chạy, sao nó chạy vậy? Chạy nhanh nhỉ. Tôi bị tưởng con sinh trùng này tấn công mình chứ. Ui, ngồi xong trọng thương luôn thằng khốn, mày cố tình đúng không? Tôi chém giùm ông mà, hay biết gì đâu. Giờ là dùm chưa? Ồ, nó ăn mòn cái cát luôn này. Acid mà, thử đạp vào mà xem vui á. Không, tôi không ngu. Để dụ con zombie này lại đây. Để dụ lại, đúng rồi. Đúng rồi, mày đi, ngu chưa? Ôi ôi, cái acid gì mà bốn máu ghê vậy? Nếu mình không có giáp thì chứ như nào nhỉ? Kuro độc ác quá, dụ zombie chết quá, đúng là người độc ác xuống thành chơi mà. Cái miệng thì nói là dụ zombie đến, mình thì ngồi ừ. Ê, coi chừng nó thấy á, nó lại chạy nhanh lắm á, mình chạy không kịp đâu á. Để test thử rồi, để tôi. Ê, nhìn tôi này. Nói gì không? Tôi không biết nữa. Ê, mình chưa vô đây, mình ngồi đi. Ôi sao nó đặc nè, nó không có... Ô, dương này không ơi? À, cái gì đấy? Cái này là cái gì? Spear là cái gì đây? Ủa sao có ông dài thế, của tôi ngắn thế? Ủa? Của tôi dài mà, ông cũng có hả? Ngắn vậy? Đâu. Còn này là cái gì? Unit. Ê! Ủa cái gì hết hồn ba? Cái gì vậy ba? Nó bắn được này ba. Nè. Cái gì vậy ba? Cái gì ba? Ủa nó bắn ra lửa đấy. À, cái này là bắn bình xăng. Bắn lửa, súng bắn lửa. Bắn được sao không ba? Tới không?
Ừ tới kìa, mày đi, mày. Ấy. Nhưng ông phải bắn tầm gần chứ, súng lửa mà bắn tầm xa, quá trời heo. Đi thử tầm gần em nè. Nó tới, cái con này con gì bự vậy? Sao tôi không đốt được không? Tầm gần mà. Ê sao tôi không đốt được không? Ông xuống đây bắn rồi, ông đứng đó sao bắn? Ờ được rồi, được rồi. À được rồi, ok được rồi. À thì ra là như thế, ừ đúng rồi đó, ừ hay thiệt. Ừ công nhận súng này mạnh ấy, ừ hay á. Thằng ông nội đây. Nhờ chuyến đi khám phá này bọn mình đã kiếm được hai cái món thần khí siêu siêu xịn luôn. Một cái món là súng phun lửa, tác dụng của nó cũng không khác gì cái bật lửa luôn. Còn một món nữa là một cái phi tiêu cực kỳ mạnh. À mà mình vừa phi nó mất tiêu luôn rồi nha các bạn. Đó, nó mạnh quá nên là mình phi phát nó mất hút luôn rồi đó. Xong đấy thì bọn mình đã đi vào khám phá trong một cái kim tự tháp. Đây cũng là một cái hang ổ của cái tụi quái vật ngoài hành tinh, nhưng mà cái chủng tộc thì nó khác so với cái tụi chất nhiều kia. Và ở trong này bọn mình còn kiếm được thêm bộ giáp mới và những cái món vũ khí mới nữa. Cứ bắt nạt đấy, ai nói gì đâu. Ê có cái gì này? Giáp sẵn sàng. Ê có cái súng nữa này. Ủa cái này là gì? Shotgun. Rồi lấy đi. Tôi có súng lửa rồi. Ờ dùng đạn này coi. Ê ông ơi, có cái gì này ông ơi? Ông ơi, phải nổ. Ôi giời ơi, cái bắn đi. Ủa cái gì vậy? Sư tử đầu chó. Đi ra ông, đi ra để tôi. Mày đi, là nướng mày luôn. Sư tử. Nó chạy nhanh lắm á. Mày đi rồi đó. Qua hành tinh à. Ê dập lửa đi không nó rớt đồ mình mất á. Thằng nào đốt lửa không biết nữa. Ui, nó đánh có một team à. Ok một team. Nhưng mà nó trâu lắm. Ê! Nào cái thằng báo. Thằng báo đời này. Shuriken. Ôi giời. Ủa vậy hả? Tôi chọi ra ông đụng con gì kìa. Ông đụng vậy đó. Không mất tiêu rồi sao? Được bộ giáp này không? Giáp gì đây? Hay là ơi! Có hiệu ứng đi trong hay quá này. Ê! Tôi được hiệu ứng kháng cự với cả sức mạnh. Ui nhưng mà nhìn ông trông đần lắm. Mặc cái áo này vô kiểu nó phân biệt được người khôn với người ngu ấy. Nó hiện chữ ngu trên đầu ông này. Ngu rô MC này. Đã cho mụn mặt coi như thế nào coi. Mượn mặt coi như thế nào coi. Đưa khẩu súng đi. Cái bộ giáp mà mình phát hiện được này là bộ giáp của bọn ngoài hành tinh. Mình khá là bất ngờ vì vũ khí của bọn nó cũng khá là tân tiến đấy. Nhưng mà không hiểu sao nó chế tạo ra được cái bộ giáp này mà nó đần thế không biết. Với cái bộ giáp này mình có thể nhìn được xuyên tường. Nhưng con số này là khoảng cách. Màu đỏ là của kẻ địch, còn màu xanh là của đồng minh. Nhưng mà đặc biệt một cái là những cái khẩu súng mà bọn quái vật này chế tạo ra thì nó lạ lắm. Mình có chôm được một khẩu súng của bọn nó. Nhưng mà khi mình bắn thì nó gây được tận một sát thương. À cái này là khoảng cách chứ không phải là máu. Ê ui ông ơi, ui làm sao kìa. Ê, cái súng gì mà tôi xấy nguyên băng nó không chết vậy? Ui mình dưới cái này có thật sự là súng không? Súng chỉ có một máu thôi. Ôi trời ơi. Tiến sâu vào trong hang ổ của bọn nó với khẩu súng một sát thương này thì bọn mình cũng gặp được nhiều zombie hơn. Xong thì bọn mình còn chạm trán cả cái bọn quái vật nữa cơ. Mà cái bọn này tuy ở trong hang nhưng mà tốc độ di chuyển của nó thì cực kỳ nhanh luôn. Nó mạnh hơn hẳn so với cái đám quái vật ở trên mặt đất luôn á. Ê cung là solo về súng hả mày? Mày chắc chưa? Ê, ôi, Enderman không còn né được đạn nữa nè. Enderman giờ cũng bị trúng đạn nè. Ui, mày quê, Mày đi. Ừ, rồi còn mang tiếng là thần né nữa không? Mày né hộ đi, rồi né đi. Ê á, sorry ông, để tôi bắn nó. Phá lòng đi ông, phá lòng đi ông. Đừng bắn tôi ông. Phá lòng đi ông. Chị mắc gì ông bắn tôi. Tôi đang bắn ông đi vô mà. Ôi giời ơi, lạc nước ơi, ôi giời ơi. Ê á. Chị mắc gì đứng trong đấy vậy ba? Cái không ngoài, tính ngoài kia kìa. Ôi nó ồn quá. Trời ơi cái mỏ đó kìa. Cái đồ xài này. Thằng nào lúc này cháy tùm lum vậy. Ê nó bỏ chạy luôn kìa. Nó la ghê vậy. Ui nó nhảy được luôn này. Nó có chữ skill nhảy luôn này. Tụi nhảy đi đâu. Mày đi. Nhảy đi. Mày nhảy xem nào. Nhảy đi. Nhảy xem nào. Dễ nhảy đi. Ê nó rớt trứng này không. Cái gì á. Rớt ra silicone quá trời heo. Còn nha. Còn một con ngoài. Ủa? Đây nó nhảy nhót ngoài đây này. Mình có vô tình đánh chết một con quái vật mà nó rớt ra được một cái mặt nạ như các bạn thấy đấy. Nó tân tiến đến cái mức mà mình còn không biết cách sử dụng cơ. Thế mà mình không hiểu sao nó chơi đồ gì mà các bạn nhìn đó. Nó cứ ngao ngáo. Chắc là nó không ngờ đến cái việc của bọn mình chủ động tấn công nó đâu. Cho nên nó không có chuẩn bị. Nó đang mải chơi bị bọn mình úp sọt bất ngờ quá. Cho nên là nó cũng hoảng. Và thế là bọn mình đã dọn dẹp xong cái căn cứ của bọn nó. Và trong này có rất là nhiều đồ xịn. Phải nói là bọn này nó giàu quá trời giàu luôn. Cái tụi này nó còn chế tạo ra được những cái thứ mà loài người không thể nào chế tạo ra được. What? Que gì đây? Ai biết chắc que thần á. Ông quay cái in chan sắc nét luôn là sao? Đó không thể. Ôi giời ơi thôi trả đi. Xin nhá. Ừ, xin nhá. Tốt đấy, được đấy. Từ đâu vậy? Tôi không tin là trong
cái trên đó nó có sắc nó gì trên luôn á. Tin chưa giờ, tin chưa đâu, tin rồi. Xong khi dập tắt xong hai khe ổ của cái tụi người hành tinh thì bọn mình quyết định quay trở về nhà để mà cố thủ. Mình có một cái cảm giác là sắp tới cái tụi đấy nó sẽ quay lại để mà trả thù bọn mình thôi, không sớm thì muộn. Tặng em bông hoa anh vừa kiếm được á, tặng em này đó, tặng em em bông hoa này anh kiếm từ dưới quái con mấy con quái vật á, chấp nhận dơ dơ á, em cứ cầm lấy hưởng thụ. Anh tốt lắm. Im đi ông. Đây đội lên đầu cho em này, đó đó anh hơi tốt luôn đó. Đó đội lên đầu cho em luôn, xong mấy cái chất nhờn nó rơi vào người em là em khỏi tắm rồi, tắm không nếu sạch đâu. Tốt quá luôn, tốt dữ luôn đó. Đẹp thế còn gì nữa nhỉ ơi, vương miện đấy. Những ngày tiếp theo thì bọn mình đã dành thời gian để mà hoàn thiện cái căn cứ, và căn cứ còn chưa kịp hoàn thiện xong thì mình đã thấy một vài con quái vật xung quanh nhà mình rồi, và thậm chí nó còn là cái loài tiến hóa hơn cả cái loài mà mình đã giết. Mà có cánh hay gì ấy không? Ê nó mất máu kìa. Tôi bắn nó. Súng này giật quá. Ê nó bay rồi kìa ba. Bắn đi ông. Đây. Đi vào nhà mình cái đấy. Bắn đi, bắn. Nhưng đi. Mà súng giật quá, từ từ không biết ghim tâm. Rồi nó chết rồi. Ê ví dụ mà xong mình xây nhà kiểu này nó biết bay là mình chết á. Trời đất ơi, hỏng rồi, hỏng một thế hệ luôn. Ừ, rồi bằng nhau luôn. Trên đây còn cái con gì nè. Đen đen kìa. Ui con súng giật quá. Bật zoom lên xong bắn súng giật vậy nồi. Con voi à? Con voi à? Không biết, cho nó chết đi. Ê mình phải sửa lại nhà đó, nhà này nó bay đi sao mà đỡ. Và thế là bọn mình lại phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện nốt cái căn cứ còn lại đó. Bây giờ bọn mình phải thực sự rất là nghiêm túc. À ý mình là phải thật sự nghiêm túc. Ừ, nghiêm túc á. Ok. Có lòng cầu rồng ơi, let's go. Chỗ này có lòng cầu. Cái thằng nào nhà đấy út cửa nó còn chế tạo chuông nhiều. Rồi ông ấy quái vật nào đến nó có bấm chuông không? Sao anh không qua được? Tháo mẹ hai cái chuông trong nó mắt thực sự. Ok. Và do cái đám quái vật nó cơ bơ bơ suốt ngày xung quanh nhà mình, thế là mình không thể nào mà trồng trọt được cái gì ở ngoài đó. Mình đánh xây tạm một cái máy farm gà trong nhà của mình thôi, và bọn mình sẽ phải ăn trứng gà để mà sống qua ngày. Chứ hai thằng cũng không có dám nuôi bò và cừu vì sợ nó dính virus. Còn kính không cho xin miếng ấy. Này nè. Ok, thank you. Ông nói cái gì? Mày nói gì? Thank you. Tôi cho ông kính mà ông nói thank you là xong á. Muốn như nào? Mày nói là dạ em cảm ơn anh Kuro đẹp trai. Biến mẹ. Mày hiểu không? Gà là hiếm với thằng nào còn thịt mấy con gà vậy. Trời này, ơi. Hình như là mấy cái con zombie nó thịt á. Ừ, con zombie Kuro á. Bọn mình nuôi những con gà này để mà lấy trứng, và trứng có thể nướng lên để mà ăn. Và nếu cái đám gà này có vô tình mà nó dính virus thì bọn mình có thể tiêu diệt nó dễ dàng. Chứ bò và cừu dính virus thì nó to như thế thì thôi luôn. Mình cũng đã chứng kiến một con bò bị ký sinh trùng rồi cho nên là hơi rén. Ê Blood Moon kìa, thấy chưa, tới rồi đó, nó tới rồi đó. Đấy, vừa dắt gà vô xong Blood Moon luôn. Thằng báo. Đấy. Ông ơi, chặn cửa lại ông ơi. Cầm nước xung quanh đi ông ơi, đêm nay chúng ta sẽ thủ ở đây. Đêm nay chúng ta chết queo luôn. Ừ. Lấy súng còn, ra. Còn lấy chưa súng. Chế được nhiều băng đạn đấy đó, còn chút xíu á đạn không à. Sắp, tới rồi đó. Ừ. Tới rồi. Ê, nó đến đông lắm rồi kìa ông ơi. Ê, bọn nó bắt nạt cái đám vợ nhí ở tôi trên kia kìa. Ừ nhưng mà giờ nó thấy tôi, nó quay ra bắt nạt tôi rồi. Ông ơi có gì đó không giòn lắm ông ơi. Oh. Ê sao nó số lượng đông vậy? Ê nó đông quá, nó bu hết màn hình tôi đỏ chét luôn này. Chắc tôi phải tháo cái mũ xuống quá chứ nó dọa tinh thần cơ ba. Nhìn sợ luôn á. Ê tôi nghe tiếng mấy con. Ui ông ơi, ui ông ơi nó có cả cái biểu tượng gì nè. Không giòn rồi ông ơi, cái kính của tôi nó phát hiện ra mấy con kiểu bố đời mẹ thiên hạ ai sao ấy. Đâu. Đấy ông đội, cái ông đội thử vào xem có hình bọn cái nó đỏ chót luôn á. Ông đội vô ông nhìn đi. Nhà tao mày dám vô hả? Chứ mày muốn gì hả? Nhà tao mà. Mày với mày. Ôi chết mày ông. Ôi cái con. Ôi. Đừng đánh nó, đừng nó. Cẩn thận nó có rớt acid ra ba, acid. À. Ui nhiều quá vậy. Ui to đùng nhiều mày, bên đây có con to quá này. Ui. Ôi, nó phá được block vậy, ghê vậy. Ôi bên này ơi, nó tự chết rồi này. Ơi con này tự chết rồi này. Đây lấy cái ghế lên đây ngồi chill ba. À nhầm, để tôi nhảy lên ba. Ngồi mình hả? Nhìn này. Nhìn về cái số nhìn chill ghê. Đậu xanh đông thế không biết. Hay để tôi bạn này. Ở gì? Mày đi. Party nướng thịt mày đi. Ôi. Mày thôi thôi, mày xong mày đi. Bắn đi không? Ôi giời, ôi giời ơi, giòn đấy. Ừ, thịt zombie giòn rụng luôn. Ừ. Ôi giời ơi. Ê, nhưng mà acid nó phá block kìa ba. Có khi nào nó phá nhà mình luôn không? Ấy con bọ cạp nó nhảy được cái nhà, coi chừng nó tớp vào đầu ông á. Vỡ không ra đâu á.
Gớm ra luôn. Có tin vui nhỉ ông ơi. Tin gì? Có tin vui á. Tin gì? Hết mẹ ra. Tin vui gì chưa? Cho người dùng đấy, ngồi mà chơi. Mà thế là bọn mình đã trải qua những ngày ác mộng đầu tiên. Và những con quái vật đã bắt đầu nó xâm chiếm cái khu vực của mình rồi. Chắc bọn này nó đang hãm trả thù lắm rồi đó. Và cũng nhờ cái đợt tấn công này của bọn nó mà mình đã phát hiện ra được bí mật ở đằng sau. Đầu tiên là cái đám người ngoài hành tinh này đã chế tạo ra được những cái bộ giáp và những cái loại vũ khí tân tiến. Và chưa dừng lại ở đấy thì cái đám người ngoài hành tinh này đã chế tạo ra những cái loại vũ khí sinh học. Vũ khí sinh học đó chính là những con virus đột biến. Và khổ một cái là cái đám người ngoài hành tinh này đã chính bị những con virus để cắn vào cổ và đã bị đột biến thành loài quái vật. Đấy cũng chính là lý do tại sao mà nó chế tạo ra một đống vũ khí tân tiến như này mà xong nó lại bị đần đi, nó không biết dùng ấy. Còn bây giờ thì cái đám virus nó cứ không ngừng sinh sôi nảy nở, nó cứ đẻ ra một đống. Và cái đám virus này nó còn tấn công cả bò, cừu và gà, nó tấn công mọi loại sinh vật. Và khi bị cái đám virus này tấn công đã đột biến thành một loài mới, và cái loài mới thì cực kỳ là kinh khủng luôn. Và bây giờ bọn mình đã là mục tiêu của bọn nó rồi. Bọn mình sẽ phải cố gắng sinh tồn trong những ngày này thôi. Mình và Kuro còn đã chế tạo ra rất nhiều những cái loại súng máy, ví dụ như là Sentry để mà ngồi bảo vệ cái thành này, nhưng mà mình cảm giác là cũng không thủ được lâu đâu. Ê! Chết ông ơi! Ông ơi! Mình zombie rồi nha ông ơi! Ô! Gì đấy? Gì đấy? Gì đấy? Lấy hàng rào! Hàng rào! Nhanh! 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 Lấy hàng rào! Lấy hàng rào! Lấy nhanh! 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 Edward! Edward! Nhanh! 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 Hàng rào! Hàng rào! Hàng rào! Hàng rào! Hàng rào! Không có hàng rào! 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 Đây! Rồi đó! Tới rồi đó! Rồi đó! Rồi! 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 Ấy đi! Đặt đi! Đặt đi! Bắn nhớ! Đặt đi! Đặt đi! Ok! 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 Đặt rồi! Đặt rồi! Nhìn người yêu tôi run nè ông ơi. Sợ quá trời quá đất này. Cái bộ giáp mà mình lấy được từ cái căn cứ của người ngoài hành tinh còn giúp mình phân biệt được những con ký sinh trùng đang phát triển cơ. Và bọn nó đang phát triển ngày càng mạnh, phát triển đến cái mức của bọn nó còn bị điên nữa. Nó tự cắn lẫn nhau luôn này. Mà khổ một cái bọn nó còn chuyển nhau vị trí hay sao ấy. Ôi chứ 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 đỏ chết rồi không. Mày nổi. Ôi. Ôi. Ôi cái gì đây. Ôi. 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 Cái gì vậy ba. Ôi. Ôi. Gì đây. Ôi ông già ông chết đi. Bọn mày đánh bạn tao đừng có đánh tao. Bọn mày đánh thằng Kuro kìa. Con gì đấy? Con gì giống nổi? Ê, các bạn ơi, đánh thằng Kuro kìa, đừng đánh. Ui, con gì đấy? Ui, nhìn ghê quá à. Ui, may có cái tường nó chắc không nó ăn tươi nó sống tôi luôn quá. Bạn ơi. Ui, ăn thịt tầm nhiều luôn rồi. Nếu bạn hiểu mình nói gì thì bạn ăn thịt thằng Kuro ấy. Hai cho mình. Trong... Từ từ này nó có chấm than một đống này là cái gì này? Ôi cái con gì nè? Ôi cái mắt kính của tôi nó loạn luôn rồi á. Là cái bọn quái vật này nó tập trung trước nhà mình rất là đông. Đặc biệt một cái là nó không có tấn công vô đây. Mình không biết nó đang chờ đợi cái điều gì mà nó cứ gọi nhau đến rất là đông nhưng mà nó không chịu tấn công trước. Và để biết được điều gì đang xảy ra thì mình đã liều mạng nhảy xuống để mà tìm hiểu. Thì mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ như táo vàng và cả ngọc Enderpearl để mà có gặp khó khăn thì còn chạy kịp. Nhưng mà chắc đây là cái quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình mà. Ôi giời tôi có bởi nhà. Ông đừng có cản tôi nha. Ui. Tao ở đây này, lêu lêu, ui, lêu 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 lêu. Ôi dồi ôi, ôi dồi, lêu 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 lêu. Chạy không? Nó có đuổi tôi đâu. Ok. Ê cu. Ê cu. Ê. Ê, thấy bà rồi. Ê. Rồi hết hồn. Cái gì này sao nó đỏ chét này. Ôi ông ơi, tôi bị cắn rồi ông ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Ê, tôi bị bọ cạp cắn rồi ông ơi. Ok, nó cắn tôi rồi ông ơi. Cứu. Cứu. Mình nhiễm rồi. Ơi nó bắn tôi rồi này, Sentry nó bắn tôi. Cứu ông ơi. Dậy con bọ cạp đi. Chết rồi, bọ cạp chết rồi. Ôi giời, may quá. Ơi tôi bị acid rồi. Ê ông đưa cái mũi xem ơi, mũi xem ơi. Nó coi trong người ông có con bọ cạp không? Không không không, nãy nó bầu vào mặt tôi không thấy gì luôn á. Giờ mới thấy. Ông đang bị nhiễm nè. Đâu? Tôi mũi cho mũi cái mũi của ông nè. Coi có nguy hiểm không? Ừ, ông đang bị nguy hiểm rồi. Không. Ông đang bị giai đoạn 8, thời gian 4 phút nữa ông sẽ biến thành một con quái vật. Thật. Đừng có loại người ta ba. Cái con này 40 giây nó sẽ biến thành con quái vật này à. Tôi bảo sao bọn nó có thể đánh tôi đâu này. Nó không đánh tôi này không. Ồ ông bị nhiễm rồi. Ngủ ra chào mũi ông nè. Ủa thế giờ tôi là bạn của nó à. Chết rồi ông bị nhiễm rồi. Thôi ông ở dưới đi đừng lên đây nữa. Cái con zombie này nè. Nó cầm cái đó. Ông 10 giây nữa. 10 giây nữa biến thành cái con khác đúng không. Để có phải không. 5 4 3 2 1 Đấy cái gì vậy? Chết rồi. Nó đẻ ra một cái con sâu nè. Ê nhưng mà là tôi sẽ biến thành zombie á hả? Trong vòng 3 phút nữa ông sẽ đẻ ra một cái con sinh trùng. Ơi đẻ con què chiếm... tôi con trai mà sao đẻ trời. Nhưng mà cái con gì nó chiếm vô người ông rồi. Ông bị nhiễm á. Ê đừng có dọa nhau ba. Nè nó ghi là thời gian này là 2 phút 45, 45 giây nữa là ông sẽ bị một cái con gì đó nhảy cho từ trong người ra. Tôi chui từ trong bụng ông ra. Không nha, đùa không vui nha. Tôi thấy rõ ràng đây nè, tôi đang chết nè. Ê đùa không vui nha. Ê
Chết rồi, tôi hoa mắt chóng mặt, tôi thấy đen gì gì ông ơi. Đó, tôi nói rồi, ông sắp bị rồi đó. Táo vàng này ông ơi, ăn đi ông sắp chết rồi, tôi biết ông chết rồi mà. Không, không, không. Ông phải đi, ông phải đi đi. Không, tôi có thấy gì đâu mà đi. Thật ra tắt đèn rồi, bật đèn lên, trời ơi. Xong rồi, xong trời rồi. Em ơi, anh bị nhiễm phóng xạ rồi em ơi. Cho ok, để tôi điểm. Ở dưới đấy cô đơn lắm, em chết cùng anh cho vui nhá. Không. Em hiểu không? Ông cứ chết đi, bạn gái để tôi lo. Cái gì ông chết đi, bạn gái để tôi lo, tát chết mày được. Ê, không bắn được nó này. Ở đó, em xuống đấy trước đi nhá, tí anh xuống sau. Ê, nó một... tối lắm ông ơi, ông bật đèn lên giùm tôi được không? Đèn có đèn rồi, ở đây trong nhà đang có đèn mà. 1 phút 20 giây nữa ông sẽ biết một cái con gì đó kinh khủng lắm. Cái gì tôi chạy đây. Ê, nó tối tối rồi nè. Tôi không thấy hết á. Tôi sợ bóng tối mà, ông đâu rồi? Tôi đây. Nó ghi trên người ông đang có một cái con gì đó nè. Một cái con ký sinh. Rồi, xong nó chui vô người ông. Ok, tôi không muốn giết ông. Giết đi bà. Còn hơn để lại con cún nạn gì đấy, giết đi bà. Tôi muốn coi con nó đẻ như thế nào. Không muốn giết tôi không? Không, ông giết tôi là tôi giết ông á. Giết đi bà, bắn đi. Không, 20 giây nữa. 20 giây. 20 giây nữa. Không, 10 giây nữa. Chết bà. Nào mày lòi ra con gì, tao bắn chết con đấy. Nào mày lòi ra. Không giết nữa. Tôi à.